Rồi chào em ha, chào cô bác mình đang xem kênh ha. Hôm nay em có về một số mẻ vàng muốn được vô luôn của chú anh chị ạ. Rất mong được sự ủng hộ của chú anh chị gần xa rất là nhiều ha. Qua số điện thoại của em thì 0965 404 202, đó cũng là số Zalo của em ha. Địa chỉ em thì ở Mỹ Tú Sóc Trăng ha cô chú anh chị. Không mất thời gian của cô chú anh chị thì vào clip là cây mã số 1 ha. Cây mẻ vàng phong cao ha, một cốt chi cành đóng đều ha cô chú anh chị. Chi cành đóng đều tứ diện luôn ha cô chú anh chị. Một cốt giót luôn. Cây này nhìn ngoài lực cây lắm ha cô chú anh chị. Tại phong nó cao quá nè ha. Cây này em có đo hạo chiều cao trước khoảng 3 mét ha cô chú anh chị. Mấy tay cành này nó lên vú bò hết ha cô chú anh chị. Lên vú bò hết. Cũng già cây ha. Đế nè, nguyên cái cũ ha. Cũ đặc thù ha cô chú anh chị. Rồi cho quỳnh thăng luôn ha. Cây này em đo hai vị trí đi ha, cũ nở ha. Quỳnh thăng em đo vị trí này 50 ha cô chú anh chị. Cũ nở ha. Cũ nở là 64 ha cô chú anh chị. Đường kính bầu là 66. Thoát thăng là 87 ha cô chú anh chị. Mai vàng miền Tây ha. Cây nước ngọt. Rồi cây mã số 1 này em giao lưu với cô chú anh chị là 9 triệu ha. Em bao ship 300 km. Rồi à, cây này em không thấy mặt bông ha. Rồi em xin đổi cây luôn ha. Tiếp theo là cây mã số 2 ha cô chú anh chị. Cũng là phôi mai vàng ha. Ở cây mai tàn ha cô chú anh chị. Một cốt ha. Chi cành có sẵn ha, về mình vô dây chỉnh sửa lại là đẹp ha cô chú anh chị. Tại cây mới về em chưa có vô dây chỉnh sửa gì ha. Một cốt ha cô chú anh chị. Cây này chiều cao khoảng 2m8 ha cô chú anh chị. Tán ngang là khoảng cỡ 2m rưỡi ha. Em có đo hạo trước kìa. Nồi đế nè. Quá trời cái nồi đế luôn cô chú anh chị ha. Đế sổ mà đều bốn mặt ở trên ha. Không có chống bên nào hết hay cô chú anh chị. Cây này người ta thần mô sẵn ha. Nên em bứng à, bứng gì nó không có bị mất sức ha cô chú anh chị. Rồi cho hoành thăng luôn ha. Hoành thăng là 39 ha cô chú anh chị. Thần tài luôn em. Rồi đó củ đặc ha. Củ đặc là 64 ha cô chú anh chị. Tổng hoành đế khoảng 108 ha. Đường kính bầu là 76. Chiều cao là 2m7, 2m8 ha. Tán ngang là 2m ha cô chú anh chị. 2m có trên ha. Rồi cây mã số 2 này em giao lưu với cô chú anh chị là 7.500.000. Giá dễ chơi luôn ha. Giá mềm luôn. Em bao ship 300 km ha cô chú anh chị. Rồi xin đổi cây luôn ha. Tiếp theo cây mã số 3 ha cô chú anh chị. Cây mai tàn ha. Cây này em bứng em xuống lá rồi ha cô chú như cô chú anh chị. Cây này bông đẹp ha. 579 bông chùm. Bông khít rất đẹp ha. Em có thấy mặt bông gió của hổm ha cô chú anh chị. Vàng xương thì quá khứ vàng xương rồi. Cây này chiều cao 2m rưỡi, tán ngang 3m ha cô chú anh chị. Cao 2m rưỡi, tán ngang 3m. Đế nè. Xương dâm thì dày đặc ha. Đế chảy đều hết bốn mặt luôn ha cô chú anh chị, không có chống bên nào ha. Đế gọng gắt lực ha, mà chảy đều hết ha cô chú anh chị. Rồi cho cái hoành luôn ha. Đây, cho hoành thằng luôn. Rồi hoành thân em đo vị trí này là 55 ha cô chú anh chị. Rồi em đo xuống cái củ nở ha. Củ nở là 62 ha cô chú anh chị. Thoát thân là 21. Đường kính bầu là 80 ha cô chú anh chị. Cao 2m rưỡi, tán ngang 3m.
Cây mây vàng tàn mã số 3 này em xin giao lưu với cô chú anh chị là 16.500. Em bao ship 300 km. Rồi em xin đổi cây luôn ha. Tiếp theo là qua cây số 4 ha cô chú anh chị. Cây này quá nặng, em không lên bằng xây nổi ha. Cây này em đo hạo chiều cao trước là 5m ha cô chú anh chị. Tán ngang là 4m, tại em bó cái tàn lại cho nó gọn gọn lại ha cô chú anh chị, nó quá bự ha. Sân hơi hẹp. Cây này cũng bông chùm 579 nè cô chú anh chị ơi. Quá trời cái vàng tàn. Cao là khoảng 5m á. Tán ngang là 4m á, tại em bó cho nó gọn gọn lại. Chỗ này nó còn lắm. Cây này dữ lắm cái tàn cô chú anh chị ơi. Cô chú anh chị mà có sân rộng rộng trồng cây này ngồi dưới mình bắt hai cái bàn uống nước trà được ha cô chú anh chị. Lấy bóng mát luôn. Cây này thoát thân rất là cao. Thoát thân là 1,5m luôn ha cô chú anh chị, là nó mới có chi cành ha. Dữ lắm cái củ ha cô chú anh chị. Quá trời củ đế. Đặt kẹo hết rồi, như củ sứ vậy. Quá trời. Quá trời cũ, cộng đế rất lực. Này đó chủ nhà người ta có chặt cái nhánh không quá đá không sao nha cô chú anh chị. Cứ ngắt hết trên nè. Rồi hoành thân, em đo ngay cái eo ha. Ngay eo nhỏ nhất là 65 ha cô chú anh chị. Rồi em đo chặt xuống cái củ nở ha. Củ nở là 81 ha cô chú anh chị. Đó hơn 81 nữa. 84 nó cũng nở ha. Rồi em đo xích lên đây cho cô chú anh chị mình tham khảo luôn ha. Tút trên này là còn lại 61 ha cô chú anh chị. Đường kính bầu là 85. Rồi em nhắc lại cây mai tàn này là chiều cao là 5m ha, tán ngang là 4m. Cây mã số 4 cây mai tàn này em giao lưu với cô chú anh chị là 27 triệu. Em bao ship 300 km ha. Cây này nếu mà mình kéo ra là trên 5m á, tại em bó nó vô cho nó gọn gọn lại ha cô chú anh chị, tại xăng mình hơi chặt á. Rồi em nhắc lại là cây mã số 4 em giao lưu là 27 triệu ha. Rồi tiếp theo là cây mã số 5 ha cô chú anh chị. Mã số 5 là cây mai vàng ha. Cây này mình chơi gió lùa trực bay gì cũng được ha cô chú anh chị. Cây này hôm nay đâm chồi sống khỏe hết ha cô chú anh chị. Rồi em đo chiều cao trước ha. Chiều cao là 94 ha cô chú anh chị. Cái cần bay này 1m8, 1m18 ha. Quỳnh thân. Rồi hoành thân ngay vị trí này là 50 ha. Đế nó chạy đều hết ha cô chú anh chị. Đó. Đây vẫn có cộng cắt lực ha, mà nó nằm hơi chìm chút ha cô chú anh chị. Đường kính bầu là 89. Cây mã số 5 này em giao lưu với cô chú anh chị là 6.700.000. Em bao ship 300 km. Rồi em xin đổi cây luôn ha. Rồi tiếp theo là cái mã số 6 ha cô chú anh chị, là mai chuyến thủy ha. Này em giao lưu một cặp ha cô chú anh chị. Cặp này rất giống nhau ha. Đó, quay cặp luôn. Hồi nãy để gần gần chút được rồi. Cây này em đo hạo chiều cao trước ha, hai cây nữa bằng nhau luôn ha cô chú anh chị. Chiều cao 1m3 ha cô chú anh chị. Hoành thân là 43 ha. Đường kính bầu là 50. Cây bên đây hoành 44 ha cô chú anh chị. Đường kính bầu cũng 50, 51. Đổi cây đi. Cặp mai chính thủy ha, mã số 6 ha cô chú anh chị. Cặp này em giao lưu với cô chú anh chị là 5 triệu. Em bao ship toàn quốc ha. Rồi em xin đổi cây luôn.
Tiếp theo là cây mã số 7 ha cô chú anh chị. Qua giấy Mỹ ha. Cây này lành tích ha cô chú anh chị, không mục không bọng gì hết ha. Cây này có cái dáng rất nghệ thuật ha cô chú anh chị. Nguyên củ đế nè. Quả chữ luôn. Qua giấy Mỹ. Rồi, em đo chiều cao vậy đi. Tới đỉnh này đi. Chiều cao là 72 ha cô chú anh chị. Hoành thân em đo vị trí ngay eo này là 47 ha. Rồi em đo nguyên cái củ đặc ha. Nguyên củ đặc 104 ha cô chú anh chị. Đường kính bầu 50. Hoa hoa giấy Mỹ mã số 7 này em giao lưu với cô chú anh chị là 6 triệu. Em bao ship toàn quốc. Rồi em xin đổi cây. Hoa cây số 8 ha. Cũng là hoa giấy Mỹ ha cô chú anh chị. Lùng lực ha. Cũng như củ sứ ha. Hoa giấy Mỹ ha cô chú anh chị. Chiều cao là 36 ha cô chú anh chị. Hoành thân là 71 ha, heo ha. Tổng hết cái bệ đế này là 103 ha. Cây này có nó có bị lũa nhẹ ha cô chú anh chị. Quá đá hết rồi ha, không sao ha. Cứng ngắt hết rồi. Thôi hoa giấy Mỹ mã số 8 này em giao lưu với cô chú anh chị là 3.500.000. Bao ship toàn quốc ha. Rồi tiếp theo là cái mã số 9 ha cô chú anh chị. Bỏ cái này lại đi. Tiếp theo là cái mã số 9 ha. Cây mai vàng ha cô chú anh chị. Đằng đa. Cúc cành quá trời ha cô chú anh chị. Bài đế nè, cứ ngắt hết ha. Rồi em cho hoành thân ha cô chú anh chị. Hoành là 40 39 đi ha cô chú anh chị, 40 yếu ha. Này nó có cái cục giống như cục lọc vậy ha cô chú anh chị. Tổng cái hoành đế là 109 ha. Đường kính bầu là 70. Chiều cao 1m3 ha cô chú anh chị. Hoa mai vàng mã số 9 này em giao lưu với cô chú anh chị là 5.800.000. Em bao ship toàn quốc luôn. Rồi em xin đổi cây ha. Tiếp theo là cây mã số 10 ha cô chú anh chị. Một cây trực bay ha. Quả thứ cái cũ ha. Cũ đặc sạch ha cô chú anh chị. Cây này rất nghệ thuật ha. Có cành có sẵn gì mình ghép mau chơi luôn ha. Quả khứ cái nồi đế à. Cộng lực lực không à. Rồi, cho cái hoành luôn ha. Hoành ngay eo nhỏ này là 49 ha cô chú anh chị. Sát dây đế là 61 ha cô chú anh chị. Đường kính bầu là 67 ha. Tổng hoành đế 108 ha cô chú anh chị. Chiều cao là 95. Cần bay là 90 ha. Hoa mai vàng mã số 10 này em giao lưu với cô chú anh chị là 9.500.000. Bao ship toàn quốc luôn. Rồi em xin đổi cây ha. Tiếp theo cây số 11 ha của chú anh chị. Hoa mai vàng. Quá trời nồi đế à. Nó xa lộn ở trong này ha của chú anh chị. Nhỏ mà bồ đế quá trời. Số 11 ha của chú anh chị. Rồi hoành thân. Hoành ngay eo này là 30 ha của chú anh chị.
tổng nồi đế 1,5 m. Đây này khỏi đo thấp thân đâu, thấp quá. Đường kính bầu là 56. Chiều cao là 90. Hôi mai vàng mã số 11 đem giao lưu với cô chú anh chị là 3 triệu. Bao ship toàn quốc. Rồi, tiếp theo là cái mã số 12. Cũng là phôi mai vàng. Này, nguyên cái củ này như củ sứ ha cô chú anh chị, đặt kẹo hết ha. Bên đây nó hơi hộp chút ha cô chú anh chị. Đây đâm chồi sống khỏe này ha. Rồi, cho chiều cao luôn ha. Chiều cao là 52 ha cô chú anh chị. Hoành thân là 40. Tổng củ đế đặt là 93. Đường kính bầu 43. Phôi mai vàng mã số 12. Em xin giao lưu với cô chú anh chị là 3.500.000. Em bao ship toàn quốc ha. Tiếp theo là cây mã số 13 ha cô chú anh chị. Cũng là phôi mai vàng ha, lùng lực búp măng ha. Cốc cành có sẵn. Đế nè, đế nhận có điều ha cô chú anh chị. Bên đây cộng này nó hơi nhỏ hơn chút xíu ha. Chiều cao là 55 ha cô chú anh chị. Hoành thân là 43. Đường kính bầu là 52. Phôi mai vàng mã số 13 ha cô chú anh chị. Đây này em giao lưu với cô chú anh chị là 4.200.000. Rồi, xin đổi cây luôn. Tiếp theo. Cây mã số 14. Cũng là phôi mai vàng ha. Được 3 cái cây ha cô chú anh chị. Cây củ đế nè. Đặt khẹo luôn ha. Quá trời bộ đế ha. Cứ ngắt ha. Không chống bên nào hết. Để bóp không à. Chiều cao là 49. Hoành eo là 47 ha cô chú anh chị. Eo nhỏ nhất ha. Đường kính bầu là 58. Chiều cao đâu chứ còn quên nè. Rồi chiều cao đâu rồi. Phôi mai vàng mã số 14 này em giao lưu với cô chú anh chị là 8 triệu. Em bao ship toàn quốc luôn. Tiếp theo. Mã số 15. Cũng là phôi mai vàng ha cô chú anh chị, phôi này xù ha. Cái mình này nó xù có khoảng 80-90% này ha cô chú anh chị. Xù nè, khoảng 80% ha cô chú anh chị. Chiều cao là 52. Hoành eo nhỏ nhất là 55. Đường kính bầu là 53. Phôi mai vàng mã số 15 này em giao lưu với cô chú anh chị là 6.200.000. Bao ship toàn quốc ha. Tiếp theo, cây mã số 16 ha cô chú anh chị. Cũng là phôi mai vàng trực lắc ha. Dáng này cũng quái quái ha cô chú anh chị. Cây này bông đẹp nha cô chú anh chị. Giờ mình không thích chơi cây zin thì mình ghép ha. Chiều cao là 117 ha cô chú anh chị. Hoành eo là 37 ha. Đường kính bầu là 50, đế nè chạy đều hết ha cô chú anh chị. Phôi mai vàng mã số 16 này em giao lưu với cô chú anh chị là 3.200.000. Rồi em xin đổi cây ha. Tiếp theo là cây số 17 ha cô chú anh chị. Phôi mai vàng lùng lực búp măng đàn đa ha.
chiều cao là 60, hoành eo là 39 ha cô chú anh chị. Đường kính bầu là 46. Hôi mã số 17 này em giao lưu với cô chú anh chị là 3 triệu. Rồi, em xin đổi cây luôn ha. Tiếp theo là cây số 18. Cây này hôm nay đâm chồi sống khỏe ha cô chú anh chị. Nguyên cái bệ đế nè. Bên này nhãn có đế hết ha cô chú anh chị mà nó hơi chìm ha. Rồi, đo chiều cao luôn. Chiều cao là 72. Hoành thân là 47 ha cô chú anh chị. Đường kính bầu là 52. Hôi mai vàng mã số 18 này em giao lưu với cô chú anh chị là 3.500.000. Tiếp theo là cây mã số 19 ha. Cũng là hôi mai vàng. Lùng lực ha, như sumo vậy ha cô chú anh chị. Như hàng núi vậy ha, chỉ cần nó đóng nhịp nhịp ha. Rồi, em cho chiều cao luôn. Chiều cao là 45. Hoành eo là 46 đi ha cô chú anh chị. Đường kính bầu 40. Thôi mai vàng mã số 19 ha. Cái này em giao lưu với cô chú anh chị là 4 triệu. Tiếp theo là cây số 20. Một cây trực lắc ha cô chú anh chị. Cái thân nó lắc lượng rất là nghệ thuật ha. Mai miền Tây nha cô chú anh chị, không phải mai công nghiệp ha. Cây này em không thấy mặt bông ha. Chiều cao 106 ha cô chú anh chị. Đế nè. Chảy đều hết ha. Cái nôm mà chảy đều ở trên ha cô chú anh chị, không có trống bên nào hết ha. Cây này hơi nhỏ cây mà cây cũng rất khéo ha cô chú anh chị. Hoành eo là 32. Đường kính bầu là 46 ha. Thoát thân 13 ha cô chú anh chị. Trực lắc ha. Co lắc rất nghệ thuật ha. Cây mã số 20 này em giao lưu với cô chú anh chị là 3 triệu ha, bao ship toàn quốc ha. Và dành cây bùng bụp nữa đây. Rồi, tiếp theo là cây số 21 ha cô chú anh chị, là cây hoa dâm bụp ha. Hôm nay em có cây dâm bụp này rất khủng ha cô chú anh chị. Dữ lắm ha, cây này không có lên bằng xây nổi ha cô chú anh chị. Hoa dâm bụp bông màu đỏ là nó có bông quanh năm ha cô chú anh chị. Em đo cái tán ngang của nó thử hiện tại này ha. Là nó khoảng 1m8 ha cô chú anh chị, cái tàn ngang ha. Chiều cao là khoảng 1m6 ha. Rồi, đo cái hoành tổng bên đây ha. Một hoành bự một ha. Là 73 ha cô chú anh chị, tính 70 thôi ha. Đây nó có dính ổ mối này một chút. Rồi cây nhỏ bên đây. Cây nhỏ bên đây là 44 ha cô chú anh chị. Em nhìn trong chậu hộp xài ha cô chú anh chị. Cái đường kính bầu dài là 70. Cây hoa dâm bụp mã số 21 cuối clip này em giao lưu với cô chú anh chị là 5.500.000. Em bao ship 300 km nha. Cuối clip thì em chân thành cảm ơn cô chú anh chị ủng hộ thời gian qua. Clip này cũng rất mong được sự ủng hộ của chú anh chị gần xa rất nhiều ạ. Rồi em mến chào.